Những hành khách của chuyến bay VN168 này vừa có hành trình từ sân bay Đà Nẵng về sân bay Nội Bài. Đây là chuyến bay duy nhất trong ngày từ Đà Nẵng ra Hà Nội sau khi thực hiện hạn chế tần suất bay nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đối với các địa phương. Mình thấy khác khá là nhiều. Đầu tiên là các cái công tác kiểm tra về y tế và các cái vệ sinh nó kỹ càng hơn rất là nhiều. Ngay cả trên máy bay thì mọi người không được ngồi cạnh nhau mà có những cái khoảng trống để tránh cho việc là có quá nhiều người ngồi trong cùng một cái nội dung hẹp. Đấy là những cái sự khác biệt lớn nhất. Đương nhiên là sân bay thì vắng vẻ hơn và hành khách thì cũng chú ý an toàn hơn. Thủ tục kiểm tra cũng như bình thường, nhưng mà lúc làm thủ tục ấy thì mình được hướng dẫn làm tờ khai y tế online, thì mình trong làm thủ tục xong mình ra làm tờ khai y tế, rồi vẫn đi qua cửa bình thường, rồi mình vào phòng chờ. Phòng chờ thì đến lúc xếp hàng thì mỗi người cách nhau 2 mét, xong thì có những ai chưa có y tế online thì có tiếp viên họ đi đưa tờ khai. Việc hạn chế chuyến bay, giảm tối đa tần suất khai thác, theo thống kê của các hãng hàng không, lịch bay được các hãng đăng ký ngày 30 tháng 3 có tổng cộng 127 lượt cất hạ cánh. Sân bay Tân Sơn Nhất chỉ còn 18 chuyến quốc nội và 39 chuyến quốc tế. Các sân bay như Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc, Cần Thơ, số lượng chuyến bay khác chỉ vài chuyến. Còn sân bay địa phương như Vinh, Buôn Ma Thuột, Liên Khương không còn chuyến bay khai thác. Trước đây hàng ngày thì chúng tôi có từ 530 đến 550 chuyến bay một ngày. Hiện nay đúng theo kế hoạch bay ngày hôm nay là có 51 chuyến, tức là giảm chỉ còn 10% so với cả kế hoạch bay thường lệ. Và ngày hôm nay so với hôm qua chúng tôi phục vụ 137 chuyến, hôm nay chỉ còn 51 chuyến, trong đó có 17 chuyến bay quốc tế đến, 17 chuyến bay quốc tế đi và 8 chuyến quốc nội đi, 9 chuyến quốc nội đến. Có nghĩa rằng tại sân bay Nội Bài là chỉ phục vụ khoảng 10% lượng hành khách thường ngày. Với những chuyến bay đang khai thác, sân bay này yêu cầu hành khách phải đứng cách nhau tối thiểu 2 mét, đeo khẩu trang bắt buộc, đo thân nhiệt nhằm đảm bảo sức khỏe cho hành khách và phòng chống COVID-19.